Xin kính chào quý vị và các bạn. Huyền Trang rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Tiêu dùng thông minh được phát sóng trên kênh VTC6 Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, theo thống kê của ngành da liễu Việt Nam, tỷ lệ các chị em phụ nữ bị nám da, tàn nhang chiếm tới 60%, mặc dù không ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe nhưng khiến cho những người bị mắc bệnh lý này cảm thấy tự ti, ảnh hưởng đến chất lượng của cuộc sống hàng ngày. Vậy làm sao để làn da của chúng ta luôn được trắng sáng một cách an toàn và hiệu quả? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi với sự chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 2, khoa da liễu, bác sĩ Trần Thị Thanh Nho. Và một vị khách mời vô cùng đặc biệt nữa sẽ cùng đồng hành cùng chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu bà Phùng Thị Khánh, CEO Công ty Cổ phần Quốc tế Sen Hồng. Xin được cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa bác sĩ, các bệnh lý về da liễu như là nám da, tàn nhang, da đen sạm thì là những vấn đề thường gặp ở các chị em phụ nữ và được các chị em vô cùng quan tâm. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ nguyên nhân khiến cho làn da của chị em phụ nữ gặp phải những tình trạng này ạ? Vấn đề nám, sạm, tàn nhang là một cái vấn đề người ta gọi chung là lão hóa của chị em phụ nữ. Có những người dự trẻ của người ta rất lâu, nhưng có những người rất nhanh, thì đấy là do vấn đề di truyền. Tuổi tác càng lớn thì vấn đề lão hóa xảy ra càng nhiều. Cái chế độ ăn uống sinh hoạt không khoa học, căng thẳng, stress, chăm sóc da không đúng cách. Và một cái vấn đề nữa rất quan trọng, đấy là do cái tác động của môi trường bên ngoài, sự tàn phá của các tia UV từ mặt trời. Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì để có một làn da trắng sáng khỏe mạnh thì bác sĩ có đưa ra lời khuyên nào dành cho các chị em, và các chị em cần có những cái giải pháp và làm gì để có thể thoát khỏi tình trạng trên ạ? Chúng ta cũng biết rằng phòng bệnh hơn là chữa bệnh chứ. Các bạn có thể sử dụng những thực phẩm bảo vệ sức khỏe giúp cho cơ thể chúng ta là tăng cường cái thành phần chống đỡ lại cái tác nhân của môi trường bên ngoài, các cái gốc oxy hóa, ánh nắng mặt trời như thế, thì chúng ta nên dùng những sản phẩm nào mà chống lại được cái tác hại đấy mà lại tái tạo lại được tế bào. Và hiện nay trên thị trường thì tôi biết có rất nhiều sản phẩm, nhưng tôi đánh giá rất cao thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tara. Như bác sĩ có vừa chia sẻ thì hiện tại trên thị trường có sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tara. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm về thành phần cũng như là chức năng của sản phẩm này? Tara là một cái sản phẩm có các thành phần được hoàn toàn chiết xuất từ thiên nhiên. Thành phần glutathione, nó là một cái thành phần không thể thiếu được trong cơ thể. Nó là một cái kho chống lão hóa, chống tất cả các gốc oxy hóa. Khi chúng ta có đủ glutathione thì nó thải những cái độc tố ra. Nó sẽ tăng cường sản xuất ra sắc tố melanin sáng màu. Cái thứ hai, không thể thiếu khi đã có glutathione thì phải có vitamin C. Bởi vì có vitamin C thì glutathione mới phát huy được tác dụng. Glutathione và vitamin C nó còn giúp cho cơ thể tăng cường cái khả năng chống viêm, ngăn ngừa ung thư. Một cái thành phần mà chúng ta thấy đặc biệt đấy chính là thành phần chiết xuất từ bột vỏ cây thông đỏ. Đây là một cái thành phần nó được nhập khẩu hoàn toàn từ Pháp. Thành phần chống lão hóa của nó gấp từ 50 đến 100 lần so với vitamin E. Có rất nhiều sản phẩm có thể có glutathione, vitamin C, nhưng chưa có cái sản phẩm nào lại có được cái bột vỏ cây thông đỏ. Collagen chúng ta biết rằng nó chiếm tới 75% trong cái protein cơ thể, và đặc biệt là nó chiếm rất lớn đối với lại cái lớp trung bì ở dưới da. Trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tara này, tôi còn thấy một cái ưu điểm nữa là nó có những cái vitamin, ví dụ vitamin E, vitamin C, vitamin B2. Tất cả những cái thành phần này ở trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tara nó được tính toán với một tỷ lệ rất hợp lý, bảo vệ cho da khỏi cái tác động của ánh nắng môi trường bên ngoài, giúp cho làn da là trắng sáng, khỏe đẹp từ bên trong. Vì thế tôi đánh giá rất cao sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tara này. Vâng, với những chia sẻ của bác sĩ thì các thành phần có trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tara thì có rất nhiều những cái công dụng bảo vệ cho làn da, đúng không ạ? Vậy thì với tư cách là CEO của Công ty Cổ phần Quốc tế Sen Hồng, bà Phùng Thị Khánh có nhận xét cũng như là đưa ra những cái ưu điểm và sự khác biệt gì về sản phẩm Tara khác với những sản phẩm khác ở trên thị trường ạ? Mỹ phẩm thì chỉ có tác dụng tạm thời ở cái vùng da mà chúng ta bôi và chăm sóc thôi. Nhưng viên chống nắng trắng da Tara thì có tác dụng từ sâu bên trong, hỗ trợ chuyển hóa nhằm chống lại quá trình lão hóa. Viên chống nắng trắng da Tara được bào chế ở dạng viên nén, có một cái hương vị rất là thơm ngon và được khách hàng rất là ưa chuộng. Viên chống nắng trắng da Tara thì có thể sử dụng cho tất cả các chị em phụ nữ và cả nam giới từ 16 tuổi trở lên. Đối với những người mà có cái làn da nám sạm tàn nhang, phải thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, những cái môi trường độc hại thì có thể sử dụng rất là tốt. Và đặc biệt viên chống nắng trắng da Tara thì có thể sử dụng cho những cái chị em phụ nữ sau sinh từ 6 tháng trở lên. Thưa chuyên gia, theo như bà Phùng Thị Khánh chia sẻ thì sản phẩm Tara
hỗ trợ cho chị em phụ nữ làm trắng da một cách an toàn và hiệu quả, đặc biệt là có thể sử dụng cho phụ nữ sau sinh 6 tháng. Vậy thì chuyên gia có thể chia sẻ thêm về cách sử dụng sản phẩm này để mang lại hiệu quả tốt nhất không ạ? Các bạn có thể sử dụng một ngày 2 lần sau bữa ăn khoảng 30 phút. Nên chú ý dùng nước ấm để cho cái thực phẩm này nó dễ được hấp thu. Các bạn nên sử dụng thấp nhất phải được 3 tháng. Bởi vì nếu ngắn quá thì nó chưa kịp đẩy các cái tế bào sắc tố sáng màu lên để cho da mình thấy được kết quả đâu. Và các bạn nên kết hợp với chế độ ăn uống, sinh hoạt lành mạnh, ngủ đủ giấc, ăn đủ chất, tập thể dục thường xuyên. Xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Thưa quý vị và các bạn, với những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Trần Thị Thanh Nho và CEO Phùng Thị Khánh, Huyền Trang hy vọng rằng đã giúp cho quý vị có thể hiểu rõ hơn về các sản phẩm hỗ trợ làm đẹp, cũng như là giúp chúng ta có thể có được làn da trắng sáng, khỏe mạnh một cách an toàn và hiệu quả. Đến đây chương trình xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.